trường tiểu học tu sinh được thành lập vào năm 1918, khuôn viên trường tọa lạc tại trung tâm thành phố với giao thông thuận tiện. Trường có diện tích rộng lớn 3,25 hecta với cảnh quan đẹp và bầu không khí văn hóa. Ngoài ra, lớp học năng khiếu nghệ thuật của trường tiểu học là lớp tài năng khiêu vũ duy nhất của thành phố Đài Trung, hàng năm đều đạt thành tích xuất sắc về học tập và thi đấu, và sẽ tiếp tục chắp cánh cho tuổi thơ rực rỡ của các em trong tương lai kết thúc hướng dẫn du lịch trạm này có thể vào khu danh sách để nghe hướng dẫn điểm du lịch khác